hoặc là điều trị mụn thịt thì mình cũng đang có chương trình giảm giá 50% luôn nha bạn Như Lê nha. Cho nên là mọi người quan tâm thì mình hãy comment dưới post livestream lần này nha. Bên cạnh đó thì nếu như mà ngày hôm nay mình không có khoảng thời gian để đến đặt cọc cũng như là thực hiện dịch vụ thì mọi người đừng lo ha, mình có thể là chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản của bệnh viện Thẩm mỹ Medica với nội dung là họ và tên, số điện thoại và tên dịch vụ để giữ được chương trình khuyến mãi nha. À, xin chào bạn Yến Lê. Yến Lê đang quan tâm đến dịch vụ nâng mũi bằng filler đúng không? Vậy Kim Yến sẽ chia sẻ hình ảnh cho bạn xem ha. Thì Kim Yến sẽ kiếm các hình ảnh của các vị khách hàng của chúng ta đã thực hiện dịch vụ cho mọi người cùng xem. Đây, bây giờ mình chia sẻ trước các hình ảnh đi ha. Rồi, đầu tiên là về filler môi. Mọi người khi mà chúng ta thích có một cái dáng môi nó đẹp và nó chuẩn á, thì thường á mình sẽ thích là làm cái phần môi mình nó hơi đầy một chút xíu đúng không? Và bên cạnh đó thì mình có thể là thực hiện các dịch vụ là filler môi. Thì đây, đối với trường hợp vị khách hàng này rất là đặc biệt, thì mọi người thấy nè, phần môi của vị khách hàng của chúng ta bị thiếu rất là nhiều ở phía bên phần môi phải. Mọi người thấy không? Phần môi của vị khách hàng của chúng ta thiếu rất là nhiều ở bên phần môi phải. Cho nên á, khi mà thực hiện thì các bác sĩ sẽ tập trung tiêm để làm đầy cái phần môi phải lên cho vị khách hàng của chúng ta. Thì mình thấy là cái phần này nè, bây giờ bác sĩ sẽ tiến hành tiêm filler để làm đầy. Còn đây là cái hình ảnh sau khi tiêm nè, phần môi được cân bằng và rất là đẹp so với cái khuôn miệng, không có còn cái tình trạng là môi bị hõm sâu vào bên trong nữa mọi người ha. Còn đối với những cái chị em nào mà mình thích là tạo hình một cái môi nó trái tim một chút xíu, hoặc là nó đầy đặn một chút xíu, hoặc là nó hơi hơi đầy một chút xíu, thì mình có thể là tạo hình môi luôn. Còn đối với trường hợp môi này thì chỉ tiêm để làm đầy và cân bằng lại phần môi thôi. Còn đối với những cái môi nào mà mình đã có form sẵn nhưng mà mình muốn tạo hình cho nó đầy đặn lên một chút xíu để son môi thì nhìn cũng đẹp hơn, thì mình có thể là thực hiện là tạo hình môi trái tim ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem tiếp tục vài hình ảnh nha. Còn đây là hình ảnh của một vị khách hàng của chúng ta thực hiện filler cằm. Mọi người thấy hình ảnh này là hình ảnh trước khi thực hiện filler cằm nè. Còn hình ảnh này là hình ảnh sau khi thực hiện. Đối với chiếc mũi của vị khách hàng này khá là cao và khá là dài, cho nên á là khi nhìn vào á, mọi người thấy rõ ha, là phần cằm của vị khách hàng của chúng ta nó bị thiếu, bởi vì là nó không có mất cân bằng với cái chiếc mũi. Cho nên là đối với phần cằm này bác sĩ sẽ tiến hành tiêm để đẩy cằm dài ra một chút xíu và nhỏ ra một chút xíu ở ngay vị trí này. Đây mình nhìn nè. Và đặc biệt khi mà mọi người chúng ta thực hiện các dịch vụ về filler thì mình sẽ có thể căn chỉnh theo sở thích của mình. Ví dụ như là mình thích một chiếc cằm nó tròn hơn hoặc là nó V-line hơn, thì những cái điều đó mình có thể là yêu cầu với bác sĩ. Bác sĩ sẽ cải thiện cho mình về cái dáng form mà mình mong muốn luôn ha. Thì mọi người chúng ta có thể là yêu cầu với bác sĩ, cũng như là yêu cầu với bác sĩ khi mà mình thực hiện. Thì mình có thể nói là mình thích một cái dáng cằm nó, ví dụ như vị khách hàng này là cằm hơi dài và hơi nhỏ chút xíu nè, hoặc là mình có thích là cái dáng cằm nó hơi bầu, hơi tròn, thì mình có thể yêu cầu luôn. Rồi, đây, còn đây là hình ảnh của một vị khách hàng thực hiện tiêm mũi filler. Bạn Yến Lê đang quan tâm thì mình cùng xem hình ảnh nha bạn Yến Lê nha. Đây, mọi người thấy ha, hình ảnh chiếc mũi của vị khách hàng của chúng ta trước khi tiêm filler thì phần mũi khá là sụp. Mặc dù là phần đầu mũi cũng có phần dài rồi, nhưng mà cái phần mà sống mũi nó không có được cao và nó bị trùng xuống khá là nhiều ha. Khi đối với chiếc mũi này á, thì bác sĩ sẽ tiến hành là đưa filler vào để làm đầy và cao lên phần mũi. Đây mọi người nhìn nè, hai hình ảnh hai chiếc mũi ha. Và đối với filler thì khi mà mình vừa thực hiện xong thì mình sẽ thấy cái kết quả liền luôn nha mọi người nha. Mình không phải mất thời gian để nghỉ dưỡng, hoặc là mình không phải mất một cái thời gian nào để chờ chăm sóc để cho hết ha. Mọi người nhìn nè, phần chiếc mũi bây giờ nè, không có còn gặp phải cái tình trạng là mũi bị bẹp xuống nè, mà phần sống mũi của vị khách hàng này thì nó không có đều nè mọi người thấy nè. Và bây giờ thì mũi cao hơn nè, phần sống mũi nó thẳng và đều nè, phần mình cảm giác như phần đầu mũi nó cũng được dài ra trông thấy luôn ha mọi người. Rồi, và mọi người có những cái câu hỏi gì thì mình hãy cứ đặt trực tiếp dưới post livestream ngày hôm nay cho Kim Yến, để Kim Yến giải đáp hết cho mình nha mọi người nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thêm một vài hình ảnh nữa ha.
Và mọi người đang quan tâm đến dịch vụ nào thì mình hãy cứ comment dưới post livestream này để Kim Yến sẽ lấy hình cho mọi người của chúng ta cùng xem về các dịch vụ. Mọi người nhớ là share post livestream giúp Kim Yến với nha, để các vị khách hàng của chúng ta có thể là tiếp cận cũng như là đặt những cái câu hỏi cho Kim Yến về các vấn đề mà mình đang quan tâm về các dịch vụ ha mọi người ha. Rồi, và tại nội khoa của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica thì như Kim Yến chia sẻ rồi, đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá 50% cho tất cả các dịch vụ nội khoa, filler nè, botox nè, da nè, căng chỉ nè, hoặc là các dịch vụ như là làm đẹp da, điều trị nám, sạm, tàn nhang, điều trị mụn, mụn thịt, mụn bọc, hoặc là mụn viêm, mụn thâm. Bên cạnh đó thì có các dịch vụ như là điều trị thu hẹp và trẻ hóa vùng kính, cái meso, BRB, collagen tươi, hoặc là có rất là nhiều các dịch vụ botox, filler, căng chỉ. Thì mọi người chúng ta quan tâm thì mình có thể là đặt cọc, hoặc là nếu như mà mình có thời gian đến Bệnh viện Thẩm mỹ Medica để thực hiện trong ngày hôm nay thì mình đã áp dụng được cái mức giá đó rồi. Tuy nhiên trong ngày hôm nay nếu mà mình không có thời gian đến thì mọi người đừng lo, chúng ta có thể đặt cọc trực tiếp qua số tài khoản này của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica với nội dung là họ và tên, số điện thoại và tên dịch vụ, thì mình vẫn giữ được chương trình ưu đãi giảm giá với cái mức giá mà Kim Yến vừa chia sẻ ha. Rồi, mọi người còn có những câu hỏi gì nữa không? Nếu như không còn những câu hỏi gì thì chắc là Kim Yến cũng xin phép kết thúc với livestream tại đây nha. Và chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người với những buổi livestream tiếp tục nha.